Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cửu Châu Học Phu Nhân của tác giả Tiêu Như Sắt. Chương 1: Nước mắt của giao nhân. Thuyền Hải Châu ra khơi và lênh đênh trên biển đã 2 ngày. Vào đầu mùa thu, ánh sáng mặt trời lung linh và làm chói mắt mọi người. Phụ thân ngồi trên mũi thuyền và đặt đứa trẻ sang một bên. Hải Thị, nhớ lời phụ thân dặn chưa? Rồi ạ. Đứa trẻ tên Hải Thị gật đầu mạnh mẽ, vỗ nhẹ sợi dây buộc quanh eo. Lần đầu tiên giúp phụ thân lặn xuống biển để tìm giao châu, nàng ghi nhớ kỹ những chỉ dẫn của phụ thân. Chỉ cần lặn xuống và nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp, lập tức nắm tay kéo nàng ấy lên. Nàng ấy sẽ cho chúng ta rất nhiều giao châu. Năm nay chúng ta sẽ cống nạp giao châu đầy đủ, đúng không? Đứa trẻ mới chỉ 7 hoặc 8 tuổi, cởi áo khoác da với bộ ngực trần, thân hình làn da đen và bộ ngực phẳng, mái tóc vàng với những bông hoa muối cô đặc. Đứa trẻ không khác gì một nam tử. Chỉ có giọng nói của Hải Thị chứng minh rằng nàng là một nữ tử bé nhỏ. Phụ thân, Kim Thúc, Trụ Thúc, con đang xuống biển. Làn da ngăm của phụ thân bỗng nhăn lại. Hải Thị, con không sợ chút nào à? Hải Thị cười giòn giã, hít một hơi thật sâu và lặn xuống biển và kéo sợi dây quanh eo biến mất như một con cá heo. Phụ thân của Hải Thị quỳ xuống mép thuyền, bám chặt vào sợi dây buộc vào mạn thuyền. Một lúc sau, Hải Thị dường như muốn đi xa hơn nên nàng giật giật sợi dây, giục ông ấy thả ra dài hơn. Phụ thân cầm sợi dây trong tay ngập ngừng. Kim Thúc ngồi đối diện nhìn thấy, liền vươn tay ra vỗ vai ông ấy. Sau khi dừng lại một lúc, Kim Thúc không thấy động tĩnh gì, liền tăng chút sức lực. Lúc này sau khi đấu tranh một lúc, phụ thân buông tay và sợi dây rơi xuống. Cả cơ thể của phụ thân dường như sụp đổ bởi sợi dây được thả ra. Một lúc sau ông nghẹn ngào nói: Mẹ của Hải Thị không biết rằng tôi đã mang nó ra biển, nàng ấy chắc hẳn rất hận tôi. Trụ Thúc lên tiếng: Ta không dám kể rằng đêm trước khi chúng ta ra biển, các quan binh đã thu thập giao châu đã đến Tây Tự Thôn. Tây Tự Thôn chỉ có khoảng một nửa số lượng hạt cần giao, cho nên những ngôi nhà và thuyền đều bị binh quan đốt sạch. Khi màn đêm buông xuống, đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị trói chặt với nhau bằng dây xích neo và họ sẵn sàng bị bán cho Hãn Châu để làm nô lệ cho những kẻ man rợ khát máu. Thứ ngọc lấp lánh này thực sự, nó rất có giá trị hấp dẫn bọn họ, nhưng mà năm nay số lượng giao châu kiếm được lại quá ít. Trụ Thúc thì thầm với phụ thân: Khi Hải Thị mang giao nhân đến, hay là cứ để ta làm, nếu ngươi không thể làm tốt, mẹ Hải Thị sẽ hận ngươi. Phụ thân vùi đầu vào đầu gối và lẩm bẩm với đôi mắt vô hồn: Dù cho là ai làm, ta sẽ hận người ấy cả đời. Hải Thị là một đứa trẻ ngoan, ta sẽ tự tay làm. Nói giọng dần dần hạ xuống và biến thành nức nở. Cả Kim Thúc và Trụ Thúc đều không dám nhìn người đàn ông này đã bị thiêu rụi bởi nhiều năm lênh đênh trên biển. Một con móng biển đuôi đen quét qua, hàng ngàn sóng đang cuộn tròn vô tận. Mặc dù nhân gian thiên biến vạn hóa, thèm khát con đường ấm no thịnh vượng, thì vẫn có một nơi giống như vùng đất này, luôn luôn rất thờ ơ, bởi vì sự rộng lớn của nó, mà nó trường tồn lâu nay hơn bất kỳ triều đại hay đất nước nào. Chiếc thuyền giống như một hạt ngô trên biển, có 3 viên giao châu rách dưới cùng với nỗi buồn của họ. Mặc dù một ngày nào đó, biển sẽ khô cạn để trở thành cánh đồng dâu, nhưng sự tồn tại của nỗi thống khổ kéo dài vô hình cho đến ngày đó. Nỗi buồn của họ giống như nỗi buồn của tất cả các nhóm người trên thế giới, bị che khuất giữa thủy triều của nước biển bất động, im lặng và không dấu vết. Tìm kiếm về phương Tây, Hải Nam càng rộng lớn, có nhiều cá mập biển, phạm vi bán kính không quá 100 dặm. Trong biển có giao nhân, chúng thuộc họ cá, nước mắt của họ hóa thành giao châu, từng hạt từng hạt. Cá mập là thứ bảo vệ giao châu, đặc biệt phản ứng với mùi máu tanh. Chiếc thuyền nhỏ có thể bị tấn công. Đế Húc đặc biệt yêu thích các chuỗi hạt bằng trân châu. Các quan lại vì muốn xu nịnh mà ép bức cống nạt trân châu rất tàn nhẫn. Dân đen không đủ để tỏ lòng thành kính, họ bắt buộc phải cột những đứa trẻ vào dây và thả xuống biển. Giao nhân vốn dĩ tính tình hiền lành, mỗi khi họ rơi lệ sẽ trở thành một viên trân châu phát ra ánh sáng trong đêm. Bởi vì muốn ngăn chặn máu của bọn trẻ khiến cá mập hại người, chúng sẽ bóp cổ những đứa trẻ. Hàng ngàn màu xanh lam và ánh sáng xanh đan xen trong bóng tối. Và khi ngước nhìn lên, ánh sáng mặt trời mỏng manh xuyên qua dòng nước dần dần mở đi. Hải Thị chạm vào túi da trên ngực, hít một hơi từ miệng và từ từ phun ra bong bóng. Những bong bóng đó nổi lên mặt biển một cách tinh vi và cuối cùng biến thành một ánh sáng lung linh. Nàng lao vào bóng tối sâu hơn dưới biển. Khi mọi người chết đuối, họ thường giữ chặt đá dưới biển. Hải Thị biết rằng đó là vì có ánh sáng dưới nước và những người nghèo đến đó một cách tuyệt vọng, chộp lấy thứ gì đó không chịu buông tay. Dần dần bóng tối tan biến và con đường sáng rực.
nàng ấy nói với chính mình rằng có lẽ đã đến nơi. Hải thị bơi trong ánh sáng, những ngón chân chạm vào cát trắng mềm mại. Biển dường như đã rơi xuống từ bầu trời và đặt chân lên vùng đất của một thế giới khác. Biển sâu cô lập tất cả các âm thanh, chỉ có những con sóng xô và ánh sáng thần thánh được tách ra. Đàn cá đang diễu hành và các nhánh san hô đang đung đưa như cánh cây liễu. Trong số san hô mềm có màu đỏ, mã não trắng sáng, Hải thị nhận ra được một màu lạ và tự hỏi, làm thế nào có thể có san hô xanh? Cẩn thận bỏ qua những cụm san hô dọc theo mặt nước, Hải thị đột nhiên mở miệng và suýt thì sặc nước. Đó không phải là san hô, mà là mái tóc dài màu xanh của nữ tử. Nữ tử kia đang nằm trong san hô, giơ tay uể oải khuấy động những màu xanh phẳng lặng từ biển bằng đầu ngón tay của mình. Nàng kéo dài sợi dây trước mặt, sử dụng màu xanh mát của đại dương và ngón tay thon thả, xoay những màu đó thành một dải lụa nhẹ gần như vô hình, với tư thế duyên dáng, giống như hái vô số bông hoa bảy màu. Có phải đây là những gì phụ thân nói, nàng ta có thể tạo ra giao châu không? Hai chân của Hải thị duỗi thẳng vào nhau, nàng ấy dường như hốt hoảng, nhưng Hải thị đã vội vã quỳ xuống và bong bóng vỡ ra từ khóe miệng cười thích thú của nàng, giống như một con thú đen nhỏ vô hại. Nữ tử kia dường như cũng bị thu hút bởi sinh vật đáng yêu này, đưa ra một ngón tay khiêu gợi và vuốt ve mái tóc ngắn của đứa trẻ, với một màng màng trong suốt như pha lê gợn sóng giữa các ngón tay. Không có nhiều không khí trong túi da trên ngực Hải thị, vì vậy nàng ấy không dám trì hoãn thêm nữa. Hải thị lập tức nắm lấy tay của nàng giao nhân và nhấc nàng ta lên. Cơ thể của nữ tử kia nhẹ và không xương, và nàng ta có thể tự do uốn mình trong nước. Hải thị trông thấy thật đáng ghen tị, liền vòng quanh nàng ấy vài lần. Nữ giao nhân dường như thấy thú vị, nàng cũng bơi quanh Hải thị. Đôi khi sợi dây buộc quanh eo Hải thị gần như làm vướng víu giao nhân, nhưng giao nhân khẽ đung đưa eo, đu thẳng lên và lảng tránh. Dần dần họ rời khỏi đáy nước và màu đen nặng nề được quấn quanh như nhung. Có một tia lửa trong bóng tối trôi nổi vô tận. Một ngôi sao lửa tiến thẳng về phía họ. Hải thị thấy kỳ lạ với tia sáng phát ra phía trên nàng ấy. Nàng ấy cố gắng dùng tay để bắt cá và giao nhân ngăn cản nàng ta. Dường như để xoa dịu Hải thị, người phụ nữ giang hai tay và toàn bộ cơ thể cô từ từ đốt cháy quầng sáng ngọc trai sáng chói. Vô số loài cá kỳ lạ như đom đóm bao quanh nàng ta. Rốt cuộc, Hải thị cũng chỉ là một đứa trẻ, và nàng ta ngay lập tức quên việc bắt con cá và mở to đôi mắt nhìn giao nhân. Nước biển xung quanh có màu đen ngầu và ánh sáng mặt trời lấp lánh từ sóng nước nhuộm thành màu xanh hòa tan. Hải thị giữ người phụ nữ bằng một tay và trèo lên sợi dây quanh eo bằng một tay, cảm thấy thư giãn hơn trên cơ thể và cuối cùng tạo ra một vòng xoáy và cả hai đều xuất hiện trên mặt nước. Phụ thân, Hải thị hét lên. Phụ thân đưa tay ra đỡ nàng và đưa nàng lên thuyền. Hải thị bị cù dưới nách và co rút trong vòng tay của phụ thân cười run rút, nhưng cảm nhận được hai ba giọt nước nóng bỏng đập vào mặt nàng. Trước khi nàng kịp nhìn lại, phụ thân đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ yếu ớt của Hải thị từ phía sau. Hải thị bị đau, nàng chỉ kêu lên, phụ thân. Nhưng phụ thân không trả lời, nhưng sức mạnh của bàn tay ngày một mạnh hơn, gần như nhấc cơ thể nhỏ bé của nàng lên khỏi mặt đất. Nàng vẫn muốn hét lên, nhưng giọng nàng chỉ khẽ vang lên. Hải thị vùng vẫy bằng hết sức lực của mình. Đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng thút thít bên tai, giống như tiếng vang từ vỏ ốc trước khi cơn bão ập đến, và giọng nói của phụ thân. Hải thị con ngoan, đừng quay lại làng để gây rắc rối. Phụ thân hàng năm sẽ đều cúng bái tốt cho con sẽ không phải chịu cảnh đói dưới đấy đâu. Có phải phụ thân đang giết nàng? Phụ thân bình thường thương con nhất, có phải sẽ giết con vào lúc này không? Tại sao lại bóp chết con? Hải thị cố hết sức, vặn đầu và cắn mạnh vào tay phụ thân. Máu nóng chảy vào miệng nàng, một vị mặn mặn. Tay phụ thân đột nhiên mất sức, Hải thị ngã nhào xuống thuyền và bắt đầu ho. Xuyên qua những giọt nước mắt, nàng thấy Kim Thúc và Trụ Thúc nhảy xuống biển bằng cách nào đó và đang bên cạnh giao nhân. Một nửa cơ thể của giao nhân trôi nổi và chìm trên mặt nước, lo lắng nhìn Hải thị. Nước mắt bắt đầu rơi xuống trong đôi mắt của giao nhân. Khi những giọt nước mắt gặp gió, sự rực rỡ đến chói mắt và từng viên chìm xuống đáy biển. Hải thị là con gái của gia đình ngư dân, nhưng nàng chưa bao giờ thấy một viên giao châu lấp lánh như vậy. Kim Thúc và Trụ Thúc lặn lên ngụp xuống trong vui sướng, nhưng không thể nào bắt được những viên giao châu. Không ai trong số họ để ý rằng phụ thân của Hải thị đang nhìn vào mũi thuyền một cách buồn tẻ, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên biển. Trên đôi bàn tay gầy gò của ông ấy, máu bị cắn bởi Hải thị đang rỉ ra. Phụ thân nhìn giọt máu rơi trên biển đã lan ra, mùi tanh hơi nồng nặc lan ra biển sâu vô tận. Dưới những con sóng xanh êm đềm,
có một làn sóng đen tối vô hình. Một tiếng động nhỏ làm Kim Thúc chú ý. Ông ấy ngẩng lên và khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Ở đằng xa, dưới bầu trời quang đãng và không có gió, có một con sóng trắng khổng lồ xuất hiện. Dùng mắt thường có thể nhìn ra, cả đại dương trong vòng vài mét vuông đang sôi sục. Những vây lưng màu xám lộn xộn nhanh chóng bao quanh họ từ bốn phía. Chương 2, Quan Binh. Tên của vùng biển này là Giao Hải. Đột nhiên, một con sóng lớn tiến đến gần đó, đàn cá mập giống như một bức tường bao bọc lấy họ. Phụ thân, giọng nói chói tai của Hải Thị thét lên, nàng nhào đến ôm lấy phụ thân. Với một cái giật mạnh, phụ thân bừng tỉnh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, co giật đôi môi khô khốc như muốn nói điều gì đó với mẫu thân của Hải Thị. Vào thời điểm đó, đã có hai hoặc ba con sóng cao phá vỡ che mất khuôn mặt của phụ thân. Đôi mắt Hải Thị tối sầm lại, dần dần mất đi ý thức. Không biết phải mất bao lâu, Hải Thị mới có thể mở mắt ra, liền nhận ra rằng mọi người đã bị sóng cuốn vào biển. Biển xanh đục như bầu trời của một thế giới khác, và đống đổ nát của con thuyền Thải Châu đang trôi nổi. Một cái bóng khổng lồ bay thẳng lên từ đáy biển, quét trúng mạn thuyền, văng ra khỏi mặt nước và đập mạnh xuống, chìm vào bóng tối. Trong bọt và hỗn loạn, Hải Thị vẫn nhìn thấy rõ ràng, đó là một con cá mập to lớn dài hơn một chiếc thuyền lê, không có vảy, và màu da màu tro đen phát sáng màu xanh trong nước biển. Ngay lập tức, có tiếng đập mạnh trở lại, một thứ gì đó rơi xuống nước từ độ cao và chìm xuống trước mặt Hải Thị. Cố định hình lại, Hải Thị gần như thét lên trong nước. Đó rõ ràng là phụ thân, nhưng chỉ còn một nửa người sót lại. Hải Thị vội vã chạy qua, tuyệt vọng nắm lấy cơ thể đang dần chìm của phụ thân, kéo theo màn xương màu đỏ mỏng manh ra biển. Cảm nhận được sự mờ nhạt của nước ảo ạt phía sau nàng ta, biết rằng cá mập ngửi thấy mùi máu và đang quay trở lại từ đáy biển, nàng cắn răng và nhìn lại. Có ba con ở đằng xa. Dòng nước ngày càng dữ dội và những gã khổng lồ khát máu tiến đến. Những giọt nước mắt sợ hãi và tuyệt vọng chảy ra từ đôi mắt non nớt của nàng, rơi vào trong nước biển và biến mất. Và hơi ấm trong cơ thể dường như đã dần mất đi. Cuối cùng nàng cũng ngồi lên, thở hổn hển, nhưng nàng không còn nơi nào để đi. Thiên địa rộng lớn, không trốn dung thân. Giữ chặt cơ thể của phụ thân, Hải Thị nhắm mắt lại. Tứ phương dần tĩnh lặng. Hải Thị mở to mắt ngạc nhiên, có một ánh sáng trắng gợn sóng ở nơi sâu thẳm của đáy biển. Mái tóc của giao nhân tung bay như rong biển, nàng ấy đang vươn tay ra để ngăn chặn 5-6 con cá mập. Những con cá mập hung dữ đã bị choáng váng bởi ánh sáng trắng trong tay giao nhân và chúng bắt đầu náo núng. Biển đang dần dịu xuống và những mảnh gỗ, mảnh quần áo đang dần chìm xuống xung quanh. Hải Thị nhận ra rằng nàng đã cạn kiệt năng lượng cuối cùng của mình, cố gắng giữ chặt cánh tay trái của phụ thân, tuy nhiên cơ thể đã không còn cử động được. Nàng từ bỏ sự đấu tranh, ngừng vùng vẫy và nhắm mắt lại. Cơ thể mềm mại của nàng chìm thẳng xuống. Trong thời gian mất đi ý thức, Hải Thị ngỡ rằng mình đang nằm đáy ở con thuyền Thải Châu, vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Hải Thị tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng những con sóng bên dưới với khuôn mặt nóng rát vì ánh nắng. Nhưng ngay lập tức, nỗi đau của làn da bị rách, cơ thể đau nhức và nỗi đau tinh thần đã dần đánh thức. Nàng cau mày lại và mở mắt ra. Trước mặt Hải Thị là biển vô tận, với những màu xám rỉ sét và vây lưng trông giống như những dãy núi. Hải Thị ngạc nhiên khi nàng cưỡi trên lưng một con cá mập và con cá mập đó sắp lặn xuống nước. Nàng muốn trốn thoát nhưng hai tay bị giữ chặt quanh eo. Nàng đột nhiên hét lên và vùng vẫy sặc một ngụm nước. Một lúc sau, con cá mập nổi trở lại mặt biển và Hải Thị giữ được chút bình tĩnh. Nhìn xuống, đôi tay nắm lấy cô từ phía sau có những viên pha lê màu xanh lam giữa các ngón tay của nàng ấy. Đó là giao nhân. Chỉ dưới ánh sáng mặt trời, nàng mới nhìn thấy giao nhân rõ ràng, với đôi tay mỏng, làn da ướt và mái tóc xoăn màu xanh lam. Trong mắt chỉ có lòng đen. Mắt cá chân thanh tú của nàng lộ ra dưới váy áo choàng sáng. Không phải mắt cá chân mà là hai vây cá nhỏ đung đưa trong nước. Hải Thị đột nhiên hoảng sợ. Nàng ấy không phải là một con người. Rốt cuộc phụ thân đã bỏ nàng xuống biển để tìm thứ gì? Nhìn thấy Hải Thị, người phụ nữ quay lại và chỉ về phía trước. Có một bóng xám mờ trên mực nước biển phía trước, cách không xa nơi này. Đàn cá mập bơi cùng nhau, trái tim Hải Thị trống rỗng, không suy nghĩ gì, chẳng dám suy nghĩ sâu xa, nàng chỉ biết rơi nước mắt trên lưng con cá mập xám. Như thế, sau hơn một canh giờ, đến vùng nước cạn mà cá mập có thể không còn di chuyển được nữa. Sau đó, giao nhân đưa cho Hải Thị một túi da màu xám bên trong, có khoảng 7 hoặc 8 viên dao châu lấp lánh giữa ban ngày. Giao nhân nắm lấy tay Hải Thị và viết bằng ngón tay trên lòng bàn tay của Hải Thị. Ánh sáng trắng trên đầu ngón tay khuếch tán,
hai chữ Lang Hoàn được viết mờ nhạt trong lòng bàn tay Hải Thị. Hóa ra tên của nàng ấy là Lang Hoàn. Lang Hoàn đẩy nhẹ nhàng Hải Thị ra khỏi lưng cá mập và chỉ ngón tay vào bờ biển như muốn yêu cầu nàng về nhà. Ngay khi vừa xuống nước, Hải Thị nhận ra rằng lòng bàn tay của mình, hai chữ Lang Hoàn, đang tỏa sáng rực rỡ. Hải Thị lặn xuống nước một lát vẫn không bị hết hơi, tiếp tục bơi thêm nửa giọng vẫn cảm thấy hệt như đang ở trên bờ. Hải Thị nổi lên trên mặt nước và nhìn lại. Lang Hoàn cưỡi trên lưng một con cá mập, mái tóc xanh bay bay trong gió. Nàng nhìn Hải Thị nhưng không nói lời nào. Đôi mắt của Lang Hoàn lặng lẽ nhìn ra biển. Hải Thị siết chặt dây đeo vai qua ngực, bơi vào bờ mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ có bấy nhiêu đây? Một trong những quan binh trông giống như tên thủ lĩnh đang lên tiếng, đưa tay vào một cái thùng gỗ chứa đầy trân châu và nắm lấy một nắm tay. Thưa đại nhân, chỉ có bấy nhiêu? Lý Trường run rẩy trả lời. Tên thủ lĩnh kéo tay hắn lại và vẩy một viên trân châu mịn như hạt gạo từ khe móng tay. Cái này được gọi là trân châu à? Còn bé hơn cả hạt cát. Hắn nhìn xung quanh dân làng với bộ râu xề xòa và hét lên. Một đám lười biếng. Lý Trường khom lưng trả lời. Thưa đại nhân, năm nay có nhiều cơn bão làm quấy nhiễu nghêu trai, chúng không được nuôi đủ lớn. Nam nhân của chúng tôi đã ra biển ngày đêm tìm kiếm và chỉ được bấy nhiêu thôi. Những năm trước chúng tôi vẫn luôn cống nạp đủ, mong đại nhân xem. Tên thủ lĩnh giận dữ bay lên, đá cái thùng vào khuôn mặt dài của Lý Trường. Những hạt trân châu vãi khắp sàn nhà. Đưa bọn chúng đi. Trên một ngọn đồi ở phía xa, một cỗ xe ngựa đang dần dần tiến đến. Người trong xe vén bức màn lên cửa sổ và hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Có phải đang cống nạp trân châu không? Một thiếu niên thanh tú chạy hai bước đến bên cửa sổ, trả lời một cách nhẹ nhàng. Vâng, quan binh đang bắt người trong thôn đó, có lẽ sẽ đốt nhà đấy. Nhìn lại thêm chút nữa đi. Người trong xe ra lệnh. Xa xa, có tiếng quân lính ồn ào. Một bóng dáng nhỏ bé chạy vào núi nàng, bị chặn giữa các quan binh và người phụ nữ. Một nữ tử với khuôn mặt đen tối vẫn bướng bỉnh. Đừng bắt mẫu thân ta. Không đợi các quan binh kịp phản ứng, người phụ nữ bất ngờ nhấc người khỏi cát và vào lưới đánh cá và ngăn đứa trẻ lại. Hải Thị, chạy đi, đi đến chỗ cửu công, đừng quay lại. Hải Thị vẫn bất động. Cuối cùng nàng đặt túi da sau lưng xuống, lấy ra một số dao châu và đưa quan binh xem. Mau nhìn đi, đây chính là trân châu. Các hạt trân châu không lớn, cũng không phải là màu sắc kỳ lạ như vàng, xanh bồ câu và đen, nhưng chúng rất hiếm và tròn. Trong màn đêm tối mờ mịt, một số viên tỏa sáng rực rỡ, tạo ra một cái bóng mỏng trên mặt đất. Trân châu làm từ nước mắt của giao nhân, ngàn vàng khó có thể mua được, nhưng đứa trẻ này đầy một tay. Vậy trong tay này còn cất giấu bao nhiêu giao châu? Tên thủ lĩnh bước tới và xòe bàn tay ra. Hải Thị đặt tất cả giao châu vào tay hắn ra. Khuôn mặt tức giận của thủ lĩnh được chiếu sáng bằng ánh sáng trân châu. Được một lúc, cuối cùng hắn chớp mắt và cười lớn. Các huynh đệ, các người đã thấy chưa? Chúng tôi chẳng thấy gì cả. Hải Thị nghe xong, dùng mình một cái. Đôi mắt của tên thủ lĩnh giống như sên biển, gắn chặt trên tay nải trên cánh tay Hải Thị. Vậy các ngươi nói xem thôn này cống châu đủ không? Không hề đủ. Hai tiếng cười kìm nén vang lên. Trong thôn này làm gì có trân châu? Tên thủ lĩnh vừa nói vừa đặt mấy viên dao châu vào trong áo. Chúng tôi đã tìm kiếm từ trên xuống dưới, nhưng thật sự không có viên trân châu nào cả. Các quan binh mang theo con dao và từng bước tiến đến Hải Thị với đôi mắt rực lửa. Hải Thị không thể không lùi bước, nhưng lại bị chặn bởi những lưới đánh cá giang dở treo sau những tán cây. Tay nàng chạm vào một vật lạnh lẽo trên lưới đánh cá. Trong lòng đột nhiên có chủ đích, vì vậy nàng giữ vật sắc nhọn lạnh lẽo trong lòng bàn tay và chờ đợi trong hơi thở. Hải Thị không muốn chết, nàng ấy muốn sống. Tên thủ lĩnh một đao chém xuống tay nải của Hải Thị. Vào lúc con dao rơi xuống, Hải Thị vung mình về phía thủ lĩnh, không biết rốt cuộc nắm được thứ gì. Lưới đánh cá treo trên cây bị xé toạc trong giây lát. Vì thân hình nhỏ bé và hành động mau lẹ, con dao lớn trong tay tên thủ lĩnh đã có thể quét qua phía sau lưng Hải Thị và nhắm vào khoảng không. Mọi người mau chạy đi! Hải Thị ngẩng đầu và hét lên, dân nàng như vừa tỉnh mộng, cùng nhau bỏ chạy. Tay trái của tên thủ lĩnh nắm lấy cổ áo của Hải Thị dùng lực rất mạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy đau nhói giữa bụng. Hắn trừng mắt nhìn nàng và đưa tay ra che vết thương lại với sự nghi hoặc. Một sợi dây thừng được kéo ra từ vết thương, máu chảy từ từ dọc theo sợi dây thừng và rơi xuống. Hải Thị lùi lại một bước, nhìn tên thủ lĩnh một lần nữa tuyệt vọng vung dao. Nàng chỉ quấn sợi dây thừng quanh tay và kéo mạnh lại. Một đốm máu vương vãi trên khuôn mặt non nớt của nàng. Cơ thể của tên thủ lĩnh từ từ ngã về phía trước do lực kéo. Hắn ta không biết gì cho đến khi chết. Thứ nằm trong bụng hắn ta
và cuối cùng giết chết hắn không gì khác ngoài một chiếc tàu con hòi dài bằng cỗ cứng được mẫu thân Hải Thị sử dụng để diệt lưới đánh cá. Hải Thị rũ bỏ sợi dây thừng trong tay quay lại và chạy hết sức lên đồi. Chương 3. Ân nhân cứu mạng. Từ xa có tiếng ồn ào, người trong xe hỏi: "Có chuyện gì vậy, Trạch Anh?" "Đứa bé đã giết một quan binh và chạy về phía chúng ta." Cậu thiếu niên tên Trạch Anh không vội nhưng giọng hơi khẽ: "Vậy thì chúng ta thử xem vận khí của nó xem sao, và xem liệu nó có chạy kịp đến với chúng ta hay không. Nếu đứa bé không có vận khí, đi theo chúng ta sau này chỉ có đường chết." Giọng nói trong xe vẫn bình tĩnh. Trạch Anh không lên tiếng nữa. Bầu trời dần dần tối đen, chỉ nghe thấy tiếng bước chân xào xạc trên cỏ băng qua ngọn đồi. Chưa đến thời gian nửa ấm trà, tiếng người cách đó chỉ vài bước chân, một tên sĩ quan gần như sắp bắt được đứa bé. Hải Thị liều mạng cắn mạnh vào tay tên quan binh. Xoẹt một tiếng, quan binh đã bị chém một dao, bước chân chạy không ngừng. Trạch Anh siết chặt tay cầm con dao vàng ở thắt lưng, lòng bàn tay chàng dần trở nên gầy gò vì mồ hôi. Người trong xe thì thầm: "Không sai biệt lắm, đi thôi." "Tuân lệnh." Trạch Anh chưa dứt lời, người trong xe đã lướt qua hai trượng, lắng nghe vị trí của giọng nói, đem hai tử ném qua xe ngựa, tuốt đao ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lẽo mờ nhạt trong đêm chém giết từng tên quan binh một. Hai tử ngã trên mặt đất, tay nải trước ngực rơi xuống, thứ trong tay nải rơi đầy ra đất, trong bóng đêm phát ra ánh sáng chói mắt. Châu quang kia lăn dưới bánh xe, vang lên một âm thanh thanh thúy. Màn xe vén lên, một nam tử bước xuống, đưa tay nhặt dao châu lên xem xét tỉ mỉ. Dao châu lấp lánh chiếu sáng gương mặt của nam tử, đôi mắt phượng xinh đẹp, khóe miệng cong lên, trên mặt hé ra một nét ôn hòa, tạo thành một bức tranh hư hư ảo ảo. Hải Tử bò trên mặt đất, cơ thể bất động nhưng tay không nhàn rỗi, nhẹ nhàng nhặt những viên dao châu trước mặt ôm về ngực. Ánh mắt của Hải Tử giống như dã thú, tuy thần sắc vẫn mang chút kinh hãi nhưng vẫn tỏ ra nhạy bén. Không phải không trốn mà đang xem xét thời cơ, tình hình. Chỉ cần hắn không để ý, Hải Tử liền theo bản năng bỏ chạy. Nam tử ngồi xổm xuống, chậm chạp duỗi một ngón tay, nắm chắc bàn tay nhỏ bé sợ hãi của Hải Tử. Tay chạm vào đâu Hải Tử run rẩy đến đấy. Nam nhân đem Hải Tử ôm vào ngực, nhưng Hải Thị lại chống cự, đôi mắt sắc bén xen lẫn sợ hãi nhìn chằm chằm vào người nam tử kia muốn tóe nửa. Nam nhân kia không né tránh ánh mắt mà chỉ đưa tay ra và vuốt ve khuôn mặt trẻ con của nàng. Hải Thị vùng vẫy một lúc, đột nhiên vùi đầu vào hốc vai của nam tử, ôm lấy cổ hắn. Có một nụ cười yếu ớt hé trên môi của nam tử kia. Hắn ôm chặt Hải Tử và dịu dàng đứng lên để những viên dao châu vương vãi ra đất. "Tên của ngươi là gì?" Nam tử lặng lẽ hỏi. Giọng nói khàn khàn nghẹn lại. "Hải Thị, ngươi muốn theo chúng ta về phương Bắc chứ?" Hải Thị không rời tay khỏi cổ người kia, suy nghĩ một lúc rồi nói. "Về phương Bắc ta có thể kiếm tiền nuôi mẫu thân không?" Nam tử im lặng một lúc. "Là con gái ta, ngươi sẽ có tất cả mọi thứ trừ sự thoải mái. Trở thành con trai ta, ngươi không có gì ngoài sự thoải mái." "Được, vậy ta sẽ trở thành con trai người." Ngực của nam tử kia thật mềm mại với một mùi thơm nhẹ. Hải Thị vùi đầu sâu hơn, cảm thấy cơ bắp mình đang lỏng ra một chút, giọng nói dần dần mờ đi và nàng ngủ thiếp đi. Trạch Anh gom các hạt dao châu nằm rải rác, thắp một chiếc đèn lồng lụa trắng và mở rèm. Nam tử ôm lấy Hải Thị lên xe, Trạch Anh nhảy xuống xe ngồi lên lưng ngựa. Con ngựa lặng lẽ tiến về phía trước. Chiếc đèn lồng đung đưa, mái tóc xoăn và đôi mắt của Trạch Anh phản chiếu ánh vàng sẫm từ màu đen thuần khiết. "Trạch Anh, khi ta ở Hồng Dược Nguyên, lúc nhặt được ngươi giữa hàng trăm vạn quân, đôi mắt của ngươi cũng giống như thế này, giống như một con dã thú." Trạch Anh chỉ trả lời ngắn gọn. "Vâng." "Đã 4 năm rồi." "Vâng." Họ không còn nói nữa, màn đêm che giấu mọi thứ. Trạch Anh lúc này 14 tuổi, Phương Trư 26 tuổi, Đế Húc 28 tuổi và Hải Thị 6 tuổi. "Ta đã không già đi nữa. Trong 10 năm nay, ta có thể cảm thấy rằng mình đang sống nhanh hơn so với 20 năm trước." Đôi bàn tay mảnh khảnh của hắn giơ tấm bảng đồng lên, quay chiếc đèn lồng. Ngọn lửa khẽ dập tắt, tỏa ra mùi hăng hắc. Người ở phía đối diện không trả lời, mà chỉ ngồi thành một bóng đen. Căn phòng im lặng một lúc lâu, đột nhiên có một âm thanh chói tai. Hóa ra, cái bóng đen trong tay cuối cùng cũng rơi khỏi bàn cờ và nhận lấy thua cuộc. Nam nhân trong chiếc áo trắng chỉ mới 16 hoặc 17 tuổi, da sáng, lông mày dài, vừa giống như một nam nhân tuấn tú, vừa giống như một cô gái rất gai góc, mạnh mẽ, thực sự bối rối. "Con quá hấp tấp, chơi cờ phải thật kiên nhẫn, không thể gấp rút, ban đầu phải có tính toán kỹ." Người cầm đèn lồng đặt xuống và nói. Nam nhân mặc đồ trắng mím môi và mỉm cười.
Thay vì từ bỏ mục tiêu, con đừng để mất đi mục tiêu của mình. Đây không phải là điều mà phụ thân chính trực của con luôn dạy con sao? Bây giờ, người phụ thân chính trực ấy không đủ tự tin và không thể chịu đựng con nữa. Con phải làm sao đây chứ? Nam nhân ngoài tam tuần suy nghĩ một lúc rồi kéo tay hắn ta. Ngón tay của nam nhân tam tuần gõ nhẹ vào bàn cờ. Vị thiếu niên nhìn vào vị trí ông ta chỉ vào. Chàng không thể không thay đổi khuôn mặt một chút, nhưng chàng vẫn mạnh mẽ nói. Vẫn chưa kết thúc. Nếu con giữ vững mục tiêu, con sẽ không để mất ưu thế. Nam nhân tam tuần ngước mắt lên khi nghe những lời đó. Một vết sẹo nhỏ trên khóe miệng phải nhẹ nhàng nhấc lên. Trên khuôn mặt hiền lành và dịu dàng, hắn ta nở một nụ cười đặc biệt. Vì vậy, Hải thị, ta sợ rằng con vẫn còn quá tức giận. Con tướng này, nếu con không thoải mái, con cũng có thể quay lại, ta sẽ sắp xếp một lối thoát cho con. Hải thị vặn vẹo quân cờ, một tiếng gõ cửa lịch sự vang lên. Trạch Anh nói vọng vào. Hải thị, quần áo đệ đặt đã được làm xong, sừng dệt đang chờ đệ hồi âm. Hải thị gác quân cờ sang một bên và nói. Phụ thân, nếu người không thể thành thân với người mà con muốn, thì con thà ở ngoài hải quan suốt đời và không bao giờ quay lại kinh thành. Phương Trư hạ mắt xuống, dùng một quân cờ gõ trên bàn cờ, giả vờ không nghe thấy gì. Hải thị đẩy ghế, đứng dậy mở cửa và rời khỏi phòng học. Trách anh ở ngoài cửa, hai người họ đi về phía sân trước cùng nhau. Một người nào đó từ cung điện ở nơi khác đã đến để tặng quà. Trên đường đi, họ có thể nghe thấy từ xa. Đây là hai hài nhi của thái giám Phương Trư. Ha ha, thực sự là viên mãn, một thiếu niên có khuôn mặt trong sáng. Nếu là hoạn quan, chắc cũng không ai nghi ngờ. Trạch Anh lên tiếng. Nhìn kìa, móng vuốt của đệ phải chăng đang rất tham vọng. Phụ thân hiện đang ở trong đội binh vũ lâm quân. Một ngày nào đó, thật tuyệt khi cho chúng ta được rời khỏi cung. Hải thị nhìn chằm chằm vào Trạch Anh một cách tươi vui và thấy rằng khuôn mặt trắng trẻo của Trạch Anh hơi đường đỏ. Nàng lớn nhanh đến nỗi dường như có thể thoát khỏi tin đồn, nhưng vẫn nghe thấy một âm thanh yếu ớt. Thật tiếc khi Hải thị còn trẻ đã đến Bắc Tân Cương và ta hiếm khi được nhìn thấy đệ kể từ đó. Chúng ta phải cùng ăn một bữa no say. Lần này, hai má Hải thị hơi đỏ, Trạch Anh quên đi sự bối rối của mình và mỉm cười lặng lẽ. Trạch Anh mỉm cười, hai người tăng tốc bước nhanh vào điện. Thấy họ đến, trưởng chánh sự của phường Thêu vội vàng đặt bát trà xuống, đứng dậy và không nói gì. Ông lấy một bộ quần áo ra khỏi gói giấy lụa và lắc lư chúng, hoàn thành. Lâm thúc thật bất công, Trạch Anh buột miệng. Mặt trước nó là một chiếc áo choàng ngắn tay có kích thước tương đương với Hải thị. Mặt sau làm tất cả các sợi tơ màu xanh tím được thêu hình một con chim ưng. Trước khi ông ta 24 tuổi, ông ta đã được trao 6 vị trí chính thức trong cung, từng được gửi đến Bắc Tân Cương để phục vụ như là tướng. Xưởng thêu của họ luôn có chủ ý và việc thêu thùa luôn luôn được đảm bảo. Hải thị bối rối nói, y phục thật đẹp nhưng lại giống y phục mặc đi dạo hơn. Khi đến Hoàng Tuyền Quan, ta chắc trở thành trò đùa mất, làm sao ta có thể chỉ huy quân lính. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.